Chiều cùng ngày, đoàn giám sát Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã đi kiểm tra dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO2 do chính phủ Đức tài trợ và dự án đầu tư xây dựng công trình đê chống ngập sông Hồng, khu vực xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái. Đoàn giám sát đã kiểm tra dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải carbonic do chính phủ Đức tài trợ tại gia đình ông Lê Mạnh Cường ở thôn Bảo Long, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên. Dự án thực hiện tại Yên Bái với hợp phần thúc đẩy đa dạng sinh học. Riêng tại huyện Trấn Yên và Yên Bình quy hoạch 3.613 ha tại 16 xã, 63 thôn với 2.547 hộ dân tham gia. Đến nay đã giải ngân trên 43 tỷ đồng. Tiếp đó, đoàn đã giám sát tại công trình đê chống ngập sông Hồng khu vực xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái với tổng mức đầu tư là 472 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương trong chương trình hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2018-2020 là 281 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách địa phương là 191 tỷ đồng. Dự án được thực hiện làm hai giai đoạn. Với việc thực hiện, dự án đã góp phần quan trọng khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Hồng, hạn chế những thiệt hại do lũ lụt gây ra. Chống ngập úng cho trên 600 ha đất lúa hoa màu của gần 4.100 hộ dân trong khu vực. Đến nay, dự án đã hoàn thành thi công đoạn từ km 0 đến km 3 cộng 250, dài 3,25 km. Đoạn khóa kè kết nối quốc lộ 32C với chiều dài hơn 436 m dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12 năm 2022. Cùng với đó, dự án đang thi công bổ sung điểm đấu nối công trình đê chống ngập sông Hồng, khu vực xã Giới Phiên với quốc lộ 32C, đầu tư xây dựng công trình khu tái định cư. Tổng giá trị giải ngân của dự án đến nay đạt trên 94,8% vốn đã được cấp.